Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung chính như sau. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Phong Thổ dần hình thành được những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó phát triển cây chanh leo mang lại những hiệu quả thiết thực trên địa bàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay 29 tháng 5, Quốc hội nghe báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, thảo luận ở hội trường về những nội dung trên. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch cơ bản thực hiện đúng chủ trương, chính sách đã ban hành. Trong đó đã hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, thực hiện chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu và các lực lượng khác tham gia chống dịch, mua vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng COVID-19, mua sắm kit xét nghiệm, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, chi trả khám, cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19, sàng lọc, thu dung, cách ly y tế, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở điều trị, cơ sở cách ly, bệnh viện dã chiến. Đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, công tác quản lý, điều phối nguồn lực xã hội có lúc có nơi còn hạn chế, lúng túng trong tổ chức thực hiện, hiệu quả sử dụng chưa cao. Đã có những sai phạm nghiêm trọng trong huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch. Về kết quả thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, qua giám sát cho thấy, đến năm 2022, mạng lưới y tế cơ sở phát triển rộng khắp cả nước, 100% đơn vị hành chính cấp huyện đều có trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện đóng trên địa bàn, 99,6% số xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 92,4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, trên 70% thôn, bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động. Ngoài ra, các địa phương còn có hàng chục ngàn phòng khám tư nhân, phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân, bệnh viện tư nhân, tương đương tuyến huyện. Hệ thống y tế dự phòng được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy. Đến năm 2022, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sắp nhập các trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh. Từ kết quả giám sát, đoàn giám sát đã rút ra 6 nhóm bài học kinh nghiệm, đề xuất 2 nhóm giải pháp về thể chế, cơ chế và về tổ chức thực hiện. Qua đại dịch cũng đã có những bài học kinh nghiệm. Vì vậy, cần khẩn trương chuẩn bị cả cơ sở vật chất, văn bản pháp luật, quy trình hướng dẫn cần thiết để ứng phó tốt hơn các dịch khác và có thể có khả năng là COVID-19 bùng phát trở lại. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023. Chỉ thị nêu rõ những năm qua, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp được tổ chức ngày càng nghiêm túc, khách quan, trung thực, an toàn, cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra trong đánh giá kết quả giáo dục, năng lực học sinh và yêu cầu tuyển sinh. Tuy nhiên, công tác tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp vẫn còn là một số tồn tại hạn chế. Một số địa phương đơn vị chưa thật sự chủ động, quyết liệt, phối hợp thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác truyền thông còn hạn chế. Tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi và phức tạp. Để tổ chức tốt kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đảm bảo đề thi tuyệt đối an toàn chính xác, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh, chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi, đảm bảo đúng quy định chính xác an toàn, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương, chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bất thường, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở các điểm thi, nhất là thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và biên giới hải đảo. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về tiềm năng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng với đó vận dụng tốt nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu quy định chính sách phát triển hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua, huyện Phong Thổ đã dần hình thành được những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó phát triển cây chanh leo đã mang lại những hiệu quả thiết thực trên địa bàn. Gia đình anh Tần Sai Sâm thuộc bản Nà Cùng, xã Bản Lang đã phát triển trồng chanh leo từ năm 2022. Ban đầu gia đình anh trồng 2 hectare, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Chính vì vậy, đến đầu năm 2023, gia đình anh Sông đã phát triển trồng thêm 5 hectare. Đến nay, gia đình đã trồng được tổng diện tích 7 hectare, đã mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho gia đình. Gia đình anh Sông đã thu được khoảng 5 tấn quả bán ra thị trường với giá từ 12 tới 18.000 đồng trên 1 kg, đem lại tổng thu nhập bước đầu trên 60 triệu đồng. Với diện tích cây chanh leo của gia đình anh Sông theo chương trình nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định chính sách phát triển hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025, gia đình anh được hỗ trợ 50% giống cây chanh leo, 50% phân bón. Trong quá trình mà mình bắt đầu mình làm thì chỗ chanh leo thì thấy cũng hiệu quả rất là cao, nhưng mà vì là lúc mà ban đầu thì đầu tư nó lớn, nhưng đã có thấy thu hoạch thì thấy rất là vui. Thu nhận cái lợi nhuận thấy là nó rất là cao, bởi vì đây đang thu được đứa đầu thì cứ một tuần thu hơn 1 tấn, thì trong 2 hát mà cái chỗ mà trồng mới chưa được thu mới sai quả. Bên dịch vụ nông nghiệp mà lại chỗ cứ 07 thì cất giống mà phân bón về cho chúng tôi để làm, thì thực sự là nhà nước rất là quan tâm. Thì tôi cũng mong bà con xung quanh ở đây thì cố gắng để phát triển thêm, tạo được cái mô hình mà chanh leo rất tốt cho địa bàn. Hiện tại trên địa bàn huyện Phong Thổ có khoảng 40 hectare cây chanh leo được trồng tại các xã Hủy Luông, Malifo và xã Bản Lang. Tất cả diện tích trên đều được hỗ trợ 50% giống và 50% phân bón theo nghị quyết số 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, việc hỗ trợ về kỹ thuật từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Thổ cũng góp phần không nhỏ vào việc phát triển diện tích cây chanh leo trên địa bàn. Đối với mô hình trồng chanh leo đã được triển khai trên địa bàn huyện Phong Thổ từ năm 2022. Qua quá trình triển khai thì cho thấy là cây chanh leo là phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương và cho năng suất chất lượng cao. Thì chúng tôi đã tiếp tục mở rộng cái diện tích. Đến nay trên địa bàn huyện là 40 ha chanh leo và đã cho bắt đầu cho thu hoạch và quả, chất lượng quả đẹp, và chúng tôi đang tổ chức liên kết với công ty để bao tiêu thu mua cho người dân. Cái kỹ thuật trồng chanh leo thì chúng tôi đã tập huấn cho bà con bắt đầu từ khi làm đất và bón phân lót, rồi là làm hệ thống tưới tự động và hướng dẫn cho bà con cách phòng trừ sâu bệnh để chanh leo đạt được chất lượng quả tốt nhất. Cây chanh leo phát triển mạnh, tốc độ phân nhánh, cành nhanh, không kén đất, nhưng tốt nhất nên chọn loại đất thoát nước tốt, không ngập úng, thời tiết ấm áp, độ ẩm hợp lý. Cây chanh leo sẽ phát triển rất tốt. Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển từ 16 tới 30 độ C. Nhu cầu của thị trường lớn trong và ngoài nước khiến cho giá quả cây chanh leo ổn định và mang lại thu nhập cao cho người dân. Với những điều kiện như vậy, huyện Phong Thổ sẽ là nơi phù hợp cho việc phát triển mở rộng diện tích cây chanh leo trong thời gian tới, mở ra hướng đi phát triển bền vững cho người dân nông thôn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, bên cạnh làm tốt công tác dạy và học, trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, qua đó nhằm giúp cho các em học sinh dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã linh hoạt lồng ghép vào các môn học như giáo dục công dân hay trong các giờ ngoại khóa hoặc ngay trong các buổi sinh hoạt bán trú, đồng hành cùng các em như những người cha mẹ cùng sẻ chia, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh, từ đó giúp các em nhận thức đúng đắn hơn về sức khỏe tình dục, tình yêu và hôn nhân cùng những hệ lụy do kết hôn sớm gây ra. Bản thân em đã từng được học tập và được tuyên truyền giáo dục về những bài học tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bản thân em biết được những cái hậu quả đấy, em rất muốn được chia sẻ đến tất cả các bạn nữ trong cộng đồng cũng như trong toàn nhà trường là không nên yêu sớm, và nếu như mà yêu thì chúng mình nên nên có những cái tình cảm trong sáng, không có lòng ham muốn, dục vọng. Đối với môn giáo dục công dân như tôi phụ trách thì đã có một số những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là làm tốt cái công tác thông tin tuyên truyền đối với học sinh về cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề này, để học sinh nâng cao được cái tầm hiểu biết và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và có những cái giải pháp phù hợp để thực hiện tốt, đồng thời cũng là một trong những cái tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến gia đình, người thân và đồng bào ở địa phương thực hiện cái tốt cái chính sách dân số, chính sách bình đẳng giới cũng như là giảm thiểu cái nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu có gần 400 học sinh. Tảo hôn đã trở thành vấn đề nhức nhối trong học sinh dân tộc thiểu số. Để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng này, nhà trường đã tích cực tuyên truyền, giáo dục giới tính, vấn đề về tình bạn tình yêu trong lứa tuổi học sinh, cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, hay vấn đề xâm hại, lạm dụng tình dục, vị thành niên và cách phòng tránh. Đồng thời phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới, pháp luật về hôn nhân gia đình cho các em, phối hợp với các cơ quan đơn vị như y tế, giáo dục để tuyên truyền cho học sinh. Thì nhà trường cũng đã tổ chức được các cái buổi tuyên truyền và kết hợp với các cơ quan ban ngành, ví dụ như là công an, ví dụ như trung tâm y tế thành phố và viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu. Đấy, và kết hợp với bên đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục cho các em để lồng ghép những cái vấn đề mà tuyên truyền giáo dục pháp luật. Thì trong đó là có vấn đề là phòng chống nạn tảo hôn rồi hôn nhân cận huyết thống. Đấy, và qua những cái buổi tuyên truyền đấy thì các em cũng có cái ý thức và nhận thức rất là cao. Và trong những năm gần đây thì riêng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh thì không có trường hợp nào là có cái vấn đề là tảo hôn hoặc là hôn nhân cận huyết thống, kết hôn trong dòng họ là không có nữa. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết gây ra những hậu quả lâu dài về duy trì nòi giống. Trẻ em được sinh ra rất dễ mắc các bệnh dị dạng về xương, thiểu năng trí tuệ, phình to bụng, bạch tạng, tan máu bẩm sinh và nguy cơ tử vong là rất lớn. Cứ như thế, những bệnh lý này di truyền đến các thế hệ sau và kết quả là dần dần nòi giống sẽ bị suy thoái. Thông qua công tác tuyên truyền, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã tích lũy được kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình trước vấn nạn này và có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực, truyền thông nhằm ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết với bạn bè và người thân. Với mục tiêu phấn đấu năm 2025 về đích nông thôn mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ chính quyền xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân phát huy tinh thần đổi mới mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Phóng sự sau chi tiết nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Sùng Phài đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có nhiều chỉ tiêu khó đạt như thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng, hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%. Trên cơ sở đó, bên cạnh tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, ưu tiên xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, trao đổi hàng hóa, phát huy lợi thế trong phát triển nông nghiệp, xã đã tập trung mở rộng diện tích, nâng cao năng suất,
sản lượng vùng nguyên liệu chè, lúa chất lượng cao, cây ăn quả ôn đới tại các bản, đẩy mạnh các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị gia tăng từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với nông dân, gắn kết nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy thì đã cụ thể hóa cái nghị quyết của Đảng ủy và Hội nông dân đã triển khai đồng loạt các cái mô hình như là mô hình cho thương phẩm, mô hình ngựa sinh sản và mô hình chăn nuôi cho thương phẩm thì đã có một kết quả nhất định và bình quân mỗi hộ gia đình thì thực hiện là trong cái mô hình này là được tầm khoảng 30 triệu đến 40 triệu đồng trên một hộ và từ cũng tận dụng từ nguồn vốn của vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân thì đã xây dựng được 3 mô hình dự án trên địa bàn xã Sòng Phài. Qua 2,5 năm thực hiện nghị quyết cũng như là của các chỉ tiêu của hội nông dân thì cũng đạt một kết quả nhất định. Hiện nay tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đạt gần 1.670 ha, diện tích chè hơn 425 ha, gần 45 ha cây ăn quả và trên 111 ha cây mắc ca. Trong phát triển chăn nuôi, bà con thay đổi tư duy sản xuất từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ chủ động đầu tư chuồng trại, phát triển mô hình chăn nuôi lợn, trâu sinh sản. Với những bước chuyển biến trong trồng trọt chăn nuôi, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Chúng tôi thì cũng cố gắng làm thế nào để phát triển kinh tế gia đình, rồi chăn nuôi mỗi thứ một tí, ví dụ như là gà, vịt, lợn, nói chung các cái vườn rau này kia để phục vụ gia đình với cho ra thị trường. Đến thời điểm này, một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đã hoàn thành và nhiều chỉ tiêu hoàn thành 60-70%. Để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu của nghị quyết, đầu năm 2023, xã xác định các chỉ tiêu khó đạt, chỉ tiêu phải thực hiện kéo dài để xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể. Trong đó khó nhất là xây dựng nông thôn mới. Hiện tại mới chỉ đạt 12 trên 19 tiêu chí. Xã phấn đấu năm 2023 đạt 15 trên 19 tiêu chí và năm 2025 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng nông nghiệp hàng hóa và phát triển các cái mô hình chăn nuôi, rồi phát triển thêm các cái mô hình cây ăn quả. Cố gắng làm sao trong giai đoạn này xây dựng thêm một vài sản phẩm ô cốp nông nghiệp. Đồng thời thì cũng làm tốt công tác an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo, thì sẽ tận dụng lồng ghép các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn mục tiêu quốc gia, để tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thực hiện các cái mô hình sinh kế để đảm bảo cho bà con làm sao thoát nghèo bền vững và cố gắng làm sao để giảm tỷ lệ nghèo xuống 12% để đạt tiêu chí này về nông thôn mới. Với phương châm nắm bắt thời cơ, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp các ngành và phát huy nội lực đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống. Với những kết quả bước đầu trong nửa nhiệm kỳ sẽ là nền tảng, động lực để thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Sòng Phài tiếp tục phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 100% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20 đề ra, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai vận động tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNEID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Phần đầu đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, toàn huyện Tam Đường đạt tối thiểu 18.379 công dân sử dụng ứng dụng VNEID và tài khoản định danh điện tử được cài đặt kích hoạt. 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, ban ngành, đơn vị, đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, huyện, xã trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID đã có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên, trong tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng Ủy ban Nhân dân các xã và thị trấn thường xuyên kiểm tra tuyên truyền các quy định của pháp luật, kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong tháng đã kiểm tra 19 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại xã Bắc Ta và thị trấn Tân Uyên, tiến hành xử phạt một cơ sở có hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng số tiền 600.000 đồng. Chuyển công an huyện tiến hành xử phạt theo quy định. Phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng tỉnh kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Theo kế hoạch, tổng diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh năm 2023 đạt gần 459.000 ha với số tiền chi trả gần 457 tỷ đồng, gồm 12 chủ rừng là tổ chức với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên 214.000 ha.
12 chủ rừng là cộng đồng dân cư gần 2.800 ha, cùng 106 ủy ban nhân dân xã phường thị trấn gần 242.000 ha. Trên cơ sở quyết định số 2987 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 được phê duyệt, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý, bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các cấp các ngành, các chủ rừng và cộng đồng dân cư, phối hợp chặt chẽ với chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố trong công tác xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng, xác định diện tích được chi trả làm cơ sở thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng, chi phí quản lý, chi trả cho bên nhận hợp đồng bảo vệ rừng tại các ban quản lý rừng phòng hộ, ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại cộng đồng thôn bản nhận hợp đồng bảo vệ rừng. Đến thời điểm này, huyện Nậm Nhôn đã tổ chức cấp phát được trên 1.000 lít hóa chất Povidin 10% cho các xã thị trấn với tổng diện tích phun là 1.515.000 m². Tổng số vaccine đã triển khai là 36.150 liều, trong đó chủ yếu là các loại vaccine lở mồm long móng, vaccine tụ huyết trùng châu bò, vaccine viêm da nổi cục, vaccine dịch tả lợn, vaccine dại chó mèo. Đến nay, tiến độ tiêm phòng đạt trên 70% số vaccine cấp. Hiện các xã thị trấn vẫn đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau.